Tường, chào em. Dạ, em chào chị Tường nha. Bây giờ em giới thiệu tên tuổi của em nha. Em tên là gì? Em chào chị MC, em chào khán giả. Em tên là Phượng, em 29 tuổi, em đến từ Gia Lai chị ạ. Hiện tại thì em đang làm giáo viên chị ạ. Em dạy bên bộ môn văn của một trường cấp 3 chị ơi. Vậy là mình làm công việc này lâu rồi em hả? Giờ mình có kinh doanh gì thêm không em? Ngoài giờ lên lớp ấy thì em có kinh doanh online theo sở thích cá nhân chị ạ. À vậy hả? Rồi vậy thì quá tốt luôn. Tuổi trẻ bây giờ rất là năng động ha. Thế Phượng đang sống với ai vậy Phượng? Em đang sống một mình chị ạ. Do em đi làm xa nhà ấy cho nên là không có ở cùng với ba mẹ. À vậy là mình thuê trọ ở ha em? Dạ vâng ạ. Rồi lý do tại sao mà mình chưa kiếm được bạn trai? Nói ra cũng hơi ngại mà do là cái tính của em thì nó cũng hơi độc lập cho nên là em cũng muốn là có cái công việc ổn định một chút xong rồi là em mới lập gia đình chị ạ. Bây giờ mình muốn lập gia đình đúng không? Cho nên bây giờ mình mới nghiêm túc. Dạ vâng, bây giờ bắt đầu sự ế rồi chị ơi. Thế bây giờ hôm nay mình tham gia cái chương trình ghép đôi thần tốc online á là mình sẽ được chương trình kết nối cho mình gặp hai chàng trai một lượt để mình lựa chọn, thì không biết là cảm giác của Phượng bây giờ như thế nào? Nói chung là em cũng cảm thấy hơi hồi hộp chị ạ. Tại vì em cũng chưa hẹn hò online bao giờ nên là cũng hơi hồi hộp, hơi run chị ạ. Nhưng mà chương trình lần này á, cái phiên bản mùa 2 này là hơi ưu ái cho chị em phụ nữ mình. Dạ, một người mình có được tới hai cơ hội lớn. Vậy thì ngày hôm nay em hãy bình tĩnh nha, cẩn trọng nha, để mà mình lựa chọn cho đúng một cái đối tượng để mà mình có thể kết bạn được với nhau. Biết đâu thì sau này sẽ là một cái người đi với mình một cái hành trình dài trong cuộc sống thì sao? Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ kết nối với các bạn nam. Mình chưa có thấy được nhau, chỉ là nhìn thấy chị Tường thôi. Bây giờ thì các Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ trò chuyện kết nối với bạn nam đầu tiên của ngày hôm nay nha. Hello, chào em trai. Chị. Em nghe em thấy chị Tường không? Dạ thấy. Thấy rồi hả? Rồi cười tươi lên cái coi nè, cười tươi nè. Mặt buồn quá. Rồi em tên là gì? Em tên Thơ. Em sinh sống tại thành phố Biển Nha, Khánh Hòa chị. Năm nay Thơ bao nhiêu tuổi? Em lớn hơn 1 tuổi, 21. Nghe không có được rõ lắm nha. Cái mạng kết nối bên Thơ nó không được rõ lắm nè. Thơ vẫn nghe chị nói rõ đúng không Thơ? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại là Thơ đang làm công việc gì? Đang kinh doanh online và tìm hiểu ở bên bất động sản chị. À, vậy là kinh tế mình cũng tương đối ổn định hả Thơ? Tại là mình đang sống với gia đình hay là mình sống ở đâu Thơ? Dạ em đang sống một tại gia đình em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thơ? Dạ điểm mạnh của em là em chia sẻ quan sát các công việc rồi có thể làm được hết. Rồi bây giờ em đợi chút xíu nha. Rồi bây giờ để chị kết nối với bạn nam thứ hai thử xem cái mạng nó có tốt hơn bên em không. Phượng ơi, Phượng ơi em dạ, nghe chị ơi. Em vẫn nghe chị đúng không? Em nghe chị rõ lắm chị ạ. À bây giờ thì các Tường xin mời quý vị chúng ta sẽ kết nối với bạn nam thứ hai của ngày hôm nay nha. Xin mời phòng máy cho Tường kết nối. Hello, chào em trai. Hello, chào chị Cát Tường. Lời đầu tiên em xin kính chào chị Cát Tường và hai bạn cùng chơi cùng toàn thể các quý vị và các bạn đang tham gia theo dõi chương trình này. Vâng, em tên là Phan Duy, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang làm kinh doanh tự do chị ạ. Kinh doanh cái gì? Tự do là kinh doanh ngắn gì? Em là chuyên thu mua của thủy sản cho công ty thủy sản Thanh Hóa. Vậy là mình đang ở Thanh Hóa luôn hả em? Dạ vâng ạ, hiện tại em đang công tác và làm việc ở Thanh Hóa, nhưng mà tính chất công việc của em là nói như một em hay nói vui là cứ chỗ nào có biển là có mặt. Quê mình là Thanh Hóa. Dạ vâng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì á Duy? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng trong công việc và cuộc sống, nhiệt tình thân thiện với mọi người xung quanh ạ. Và còn điểm yếu của em có lẽ là uống rượu kém. Uống rượu kém thì tốt thôi, mình chỉ cần giao lưu đồ vậy được rồi. Mình có tật xấu gì không Duy? Tật xấu của em có lẽ là hơi nóng tính chị ạ. Nhưng mà điểm đến thì em đã khắc phục khá nhiều rồi chị. Nhưng mà mình ở ngoài đó là mình ở chung với bạn bè hay ở công ty hay là mình ở gia đình mình? Dạ hiện tại em đang ở với ba mẹ. Phượng ơi, Phượng dạ, nghe rõ thông tin của bạn Duy đúng không Phượng? Dạ vâng em nghe rõ chị ạ. Trời ơi ghi chép cái gì mà ghi quá trời quá đất vậy, nãy giờ ghi được cái gì rồi? Dạ run quá cho nên là phải làm việc gì cho nó phân tán cái sự run rẩy đi chứ. Hồi nãy giờ em cũng nghe vài cái thông tin thôi, vài thông tin cơ bản thôi của hai bạn nam thì không biết là sơ sơ, em cho chị cái nhận xét sơ sơ thôi. Em cảm nhận về Thơ là như thế nào, rồi về Duy là như thế nào? Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rơ 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Thưa chị là đối với bạn Thơ ở Khánh Hòa thì em cảm nhận bạn là người chắc cũng hơi trầm tính, điềm đạm. Còn bạn Duy thì đúng là nhân viên kinh doanh cho nên là ở bạn là nhanh nhẹn, hay là nhiệt tình.
Phương trải qua được mấy mối tình rồi? Tình trường của em thì cũng không có nhiều đâu chị. Năm 3 thì em có quen một cái anh bộ đội ở dưới Gia Lai. Nhưng mà hồi đấy là em lại đi học ở dưới Sài Gòn ấy. Xong rồi em có định hướng là chắc là em sẽ ở lại Sài Gòn để em đi làm, chứ em không có về quê. Vậy là bọn em không có tìm ra quan điểm chung rồi bọn em chia tay chị. Rồi sau đó có mối tình nào nữa không? Sau đấy thì đi làm nhiều năm thì em cũng có một mối tình nhưng mà cũng lại yêu xa. Rồi hiện tại là Thơ đã có bao nhiêu mối tình rồi? Bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Nói lại coi. Là em đã kết hôn rồi vào tháng 5 19 thì tới tháng 12 năm 2019 thì vợ chồng em chia tay. À, cái hôn nhân đó là kéo dài mấy năm? Dạ, được 7 tháng vậy. Mình có cháu nào chưa? Dạ, chưa có cháu nào hết. Chưa có cháu nào hết. Nguyên nhân tại sao mà mới có 7 tháng rồi mình chia tay rồi? Dạ, tại vì cái thời gian thì của hai vợ chồng em ngắn. Bây giờ để chị hỏi Duy một xíu nha. Cho chị Tường hỏi là cái mẫu người lý tưởng của Duy muốn là người như thế nào ha? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì em cũng na ná như bạn gái. Quan tâm chia sẻ trong cuộc sống và cố gắng xây dựng cuộc sống, bù đắp gia đình cho tình yêu và hạnh phúc sau này thôi ạ. Sao mà tự nhiên giống bạn gái, chưa gặp mà mẫu người em cũng giống bạn gái. Bây giờ em gửi lời chào Phượng vài câu đi. Em chào em. Dạ, em chào anh nha. Em cho anh hỏi thăm một tí được không? Dạ, anh cứ hỏi đi ạ. Công việc của em hiện tại ổn định thì nếu mà có gì thay đổi thì em có thể thay đổi được không? Nếu như mà công việc em đang ổn định vậy ấy, nếu mà em phải đi theo chồng thì thuyền theo lái, gái theo chồng thôi anh. Do mình còn trẻ, anh mà mình đi đâu lập nghiệp cũng được. Duy thử tưởng tượng hình dung ra xem mình đang trò chuyện với một cô gái như thế nào nè. Hiện tại em đang tưởng tượng ra một cô gái là có khuynh hướng là sống tình cảm hướng luôn hướng về gia đình và luôn biết chia sẻ sâu sắc. Về ngoại hình? Ngoại hình thì thực sự với chị Tường em chưa thể tưởng tượng ra được, nhưng mà có cái hình nền mà mình có thể nhìn cái hình nền đó. Nhớ hình nền xấu quá thì sao anh ơi? Thấy không, thấy được gì không? Dạ em thấy rồi ạ. Chung là một khá chi là cá tính vậy ạ. Hy vọng các bạn sẽ có cơ hội gặp nhau để kiểm chứng xem cái lời mình nhận xét ngày hôm nay đúng hay không nha. Rồi Thơ ơi, Thơ lên tiếng đi Thơ. Rồi bây giờ mình chủ động giao lưu nha. Bây giờ Thơ muốn trò chuyện gì với Phượng, Thơ cứ hỏi đi nè. Dạ em đây. Chị. Dạ em chào anh nha. Hồi nãy anh đã nói là em đang trai và em nói là em đang kinh doanh online và đúng không? Anh ơi, anh có thể nói rõ hơn một tí không? Tại vì bên em nghe giật quá, em nghe không có rõ. Nãy anh em nói là em đang kinh doanh mỹ phẩm đúng không? À dạ vâng ạ. Lúc mà nghe thì anh đang tưởng tới một bạn cũng ở trên Gia Lai, và bạn đó cũng là tên Phượng giống như tên của em, sinh năm 92. Wow. Nhìn cái nick coi, nhìn cái hình nền coi đúng bạn này không hay chị bạn giờ khác? Nhìn hình nền xem có vẻ bạn phố không anh ơi? Chị em lẽ không cái này Khánh Hòa em nữa. Thấy là có nét này này cùng ở Gia Lai mà cùng tên Phượng luôn, cùng sinh 92 luôn, đâu mà cùng khớp dữ gì trời. Đỡ tờ thính bay xe chứ này. Chị nghĩ là anh nói thiệt á Thơ, Phượng ơi, chứ anh này mặt hiền lành chất phác lắm, không có thả thính đâu. Như Thơ nãy chia sẻ, không biết là Phượng nghe rõ không, nhưng mà bạn Thơ là đã từng có ly hôn rồi, mỗi một cái cuộc hôn nhân 7 tháng thôi, chưa có con. Thì không biết là Phượng có ngại không? Ý là em nghĩ là tình cảm thì xuất phát từ tâm hồn, cho nên là nếu như mà mình đừng có nhìn nhiều quá về quá khứ, mà mình phải nhìn hiện tại với tương lai người đó như thế nào á chị. Nói chung là hiện tại nếu mà bạn đấy đủ tốt, đủ gánh vác gia đình thì chắc là em cũng không ngại quan tâm quá khứ đâu. Tôi dòm ba cái khung hình á, tại vì có mình Tường mới nhìn thấy được ba bạn thôi. Có tôi thấy hình như là Phượng rất là cao luôn, thấy ngồi mà cái tướng cao trong giọng á. Phượng cao 1m mấy? Dạ em cao 1m68 chị Tường ơi. 1m68? Wow, cao dữ dạ. Thơ cao nhiêu Thơ? 1m67. Vậy là thua Phượng 1cm rồi. Anh Duy cao nhiêu Duy? Em cao 1m70 chị ạ. 1m70. Có ăn vàng không á? Có ăn vàng không? Thật luôn chị ạ. Em cưa là vận động viên chơi thể thao libero bóng chuyền. Rồi Thơ ơi Thơ, mình có tài năng gì không? Mình có muốn hát hò đọc thơ gì tặng bạn Phượng ngày hôm nay không? Chứ chị thấy bây giờ cái mạng em mà nó cái mạng em nó yếu hơn cà giật là thấy em muốn thua rồi đó nha. Đến với cái chương trình thì em cũng có một bài thơ Phượng. Thơ này do chính em làm. Đọc từ từ thôi nha, chậm chậm thôi nha. Ta còn chưa kịp quen sao để vội rót men vào lòng. Chẳng cầu cớ sao lại có vòng trong tim. Em ơi để cô nhiều cho anh cơ hội thì cùng em
em. Thơ hay quá, không nghe được gì hết. Thôi bây giờ nè, nãy giờ Phượng nghe thơ có nghe được không? Có hiểu gì không? Tôi có nghe được cái gì tim đó. Hình như có gì vô trái tim đó. Cái gì em anh chị cho em chân kịp hiểu nội dung. Nay Phượng đang có người thân xung quanh mình không? Dạ thưa chị, hiện tại là em đang có các chị đồng nghiệp mà dạy cùng trường với em á. Thì mời người thân của Phượng ha, vô mình sẽ trò chuyện với hai bạn nam nha. Bây giờ các bạn nam có ngại để mấy chị em chúng tôi test kiểm tra với anh vài câu không? Sao đây chị ơi? Dạ em chào chị Cát Tường ạ, chào hai bạn nam nhé. Em tên là Kim Trung, em là đồng nghiệp của em Phượng. Rồi bây giờ em muốn mình trò chuyện với anh nào trước nè. Hôm nay là mình có hai anh nha, một anh tên Thơ, một anh tên Duy đó. Trước tiên thì em cũng muốn trò chuyện với anh Thơ trước đi. Thơ lên tiếng đi Thơ. Anh Thơ ơi, em chào anh nha. Dạ chào chị ạ. Bây giờ là hiện tại là em Phượng đang công tác ở trên Gia Lai như này á. Ví dụ như sau này có một cái bước xa hơn thì em có cái định hướng gì cho cái tương lai không? Ví dụ như là phải ở đâu, rồi công việc sẽ như thế nào? Cho chị quan tâm một chút nhé. Như cái vấn đề là làm dâu á thì phải là hay là như mẹ em đã nói á, là em cũng có suy nghĩ là ở nơi bệnh viện. Hình như là sóng nó vẫn yếu quá, chị chưa nghe được. Bây giờ cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng cho em là mọi người đợi em nè, em out ra. Em đăng ký lại gói 4G mới đi, rồi vô lại. Ok chị, nghe em rõ chưa chị? Em trả lời cái câu hỏi của bạn của Phượng hồi nãy coi được không nè. Cái vấn đề làm dâu á, em về gia đình được làm dâu ở chỗ nào mà thuận tiện cho việc của cả hai người khi mà tiến tới lâu dài thì nó có thể là nhất thiết ở nhà, có thể là ở Gia Lai công việc cả hai thì em chấp nhận em ở để hai cùng tiến tới mối quan hệ lâu dài. Tôi dịch lại cho nghe, tóm lại là gia đình không có cần làm dâu, ở đâu cũng được, cũng bạn ấy cũng có thể ở Gia Lai, ở đâu mà làm ăn được thì ở. Đúng không? Đúng không Thơ? Đúng. Đúng, đó không, nghe chữ đúng là biết chị Tường dịch đúng rồi. Ở đâu mà kinh tế phát triển ổn định là ok. Dạ, giờ em cũng muốn hỏi bạn Duy một chút ạ. Dạ vâng. Chào Duy nha, chị là đồng nghiệp của Phượng á. Chị thấy là về phía bên Phượng chị, nên chị thấy là cái thời gian á, trong quá trình năm học nó cũng hơi bận rộn chút. Tham gia phong trào thì công việc nó cũng hơi vất vả. Với cái công việc của em nó cũng khá là tự do như thế. Thì bây giờ em có cách nào để có thể chia sẻ với vợ mình sau này? Chia sẻ là chia sẻ? Chia sẻ về mọi việc các chị. Ví dụ như là việc gia đình, việc con cái. Hiểu. Và với tính chất công việc của em thì nó là kinh doanh tự do ấy, thì thời gian em dành cho gia đình thì nó cũng tương đối ít thôi. Vì là cái tính chất công việc của em là đi lại nhiều. Nếu mà để mà về có thời gian là em sẵn sàng chia sẻ, ví dụ như là bếp núc, người em lo con cái, tất cả mọi thứ em đều làm được hết, thì em cũng có một tài để ăn, là em nấu ăn cũng rất ngon. Biết nấu ăn những món gì? Năm 2017 thì em có về, em có mở quán lẩu tại Hà Nội ấy. Xong rồi thời gian thì em lại về em làm cơm rang phở bò tại Thanh Hóa, thì nói chung là em cũng nhiều nghề lắm. Thơ có muốn nói gì cảm xúc của mình ngày hôm nay như thế nào không? Dạ có. Là anh đã có vợ thì cũng gọi là có cái cơ hội đến với em nhiều hơn, nhưng mà anh cũng muốn nói với em là tuy anh là còn đủ, cũng anh mới rút ra được học là anh trân trọng tình hôn nhân. Nói chung là bạn ấy đã có kinh nghiệm đổ vỡ hôn nhân rồi, bạn ấy sẽ trân trọng cái tình yêu hơn. Hy vọng rằng bạn ấy sẽ có cơ hội để được quan tâm em, chăm sóc em sau này. Đó là lời của ảnh, đúng không Thơ? Rồi, thế là Duy, bây giờ Duy có muốn nói gì với Phượng nữa không nè? Phượng có hỏi gì Duy nữa không? Em muốn nói với Phượng một câu ạ. Phượng ạ, đối với anh thì anh luôn quan trọng, rõ ràng là khoảng cách không quan trọng, quan trọng là lý do. Nếu mà em tạo cho anh được lý do thì anh sẽ vượt mọi khoảng cách đấy, vượt qua tất cả để đến bên em. Hay quá, hai chàng trai của tôi. Bây giờ xin mời Phượng hãy cho các anh ấy một lý do. Em có được quyền 30 giây để mà cùng bàn bạc với người thân của mình để quyết định là hôm nay em sẽ muốn trò chuyện trực tiếp và nhìn thấy được gặp mặt online nha. Duy hay là Thơ? Rồi xin dạ, mời Phượng. Dạ vâng chị. 30 giây bắt đầu. Rồi có kết quả chưa Phượng ơi? Dạ, sau khi cùng thảo luận với hai chị gái của em thì em có kết quả rồi ạ. Sao rồi, xin mời em. Dạ vâng ạ, trước tiên thì em cảm ơn hai anh đã đến với chương trình và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tụi em với nhau ạ.
Thì sau trò chuyện và cũng như chia sẻ về quan điểm sống ấy, thì chắc là em xin phép là xin tìm hiểu bạn anh. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng trong công việc và cuộc sống. Em là em chia sẻ quan tác các công việc rồi có thể làm được hết. Dạ, mọi người lý tưởng của em thì em cũng na ná như bạn gái. Em nghĩ là tình cảm thì xuất phát từ tâm hồn, có nhìn nhiều quá về quá khứ mà mình phải nhìn hiện tại với tương lai người đó như thế nào. Nói chung là bạn ấy đã có kinh nghiệm đổ vỡ hôn nhân rồi, bạn ấy sẽ trân trọng cái tình yêu hơn. Thì chắc là em xin phép là xin tìm hiểu bạn anh Duy đi ạ. Rồi, thì em cảm thấy ở anh Duy là có nhiều điểm tương đồng với tính cách của em. Phượng chú quyết định là xin được cho nhìn thấy mặt của anh Duy để có thể hai người trò chuyện với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Như vậy là ngày hôm nay á, thì là bạn thơ của mình chưa được may mắn lắm. Thế có lẽ là do cái mạng của bạn ấy cũng cà giật nữa. Âm ra nói phải nhờ chị Tường phiên dịch nên chưa đủ sức thuyết phục bạn nữ hay sao ấy. Không biết là thơ, cảm giác của thơ bây giờ như thế nào? Thơ có buồn không? Dạ cũng một xíu. Nhưng mà má là nếu mà cũng cũng là con nhưng với bạn Duy thì có ở đây một cơ hội cứu. Rồi bây giờ thì thôi, chị Tường cũng thay mặt chương trình nha, chúc cho thơ sẽ có nhiều sức khỏe nè, thành công trong cái cuộc sống, trong công việc của mình nè, và chúc cho thơ sẽ tìm kiếm được một cơ hội của mình, một cái tình yêu mới của mình trong thời gian gần nhất nha. Trước khi tạm biệt nhau thì mình cũng để mình khỏi có tò mò thắc mắc là hôm nay mình đang trò chuyện với người như thế nào, Tường sẽ cho phòng máy kết nối cho thơ gặp mặt với Phượng trước để các bạn chào tạm biệt nhau nha. Biết đâu sau này ngoài cuộc sống chúng ta cũng có cơ hội gặp nhau và sẽ làm bạn được với nhau. Xin mời kết nối thơ và Phượng ạ. Dạ, hai bạn chào anh nhau nha. Dạ em ạ. Có phải bạn gái cũ không? Hồi nãy nói gì đó, tên nó Phượng rồi trên Gia Lai đó, phải không? Không, em chắc anh nhớ nhầm, như em thực sự không có quen. Không, tại vì á là cái Facebook này là gửi lời mời các bạn với em nhé. Rồi bây giờ hai bạn chào tạm biệt nhau đi nha, rồi chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Vâng, chào anh nha. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại hai nhân vật thôi, đó là Phượng và Duy. Bây giờ thì cũng đến lúc rồi cho hai nhân vật chính ngày hôm nay được trò chuyện trực tiếp với nhau, xin mời. Alo, chào em. Dạ, em chào anh nha. Ôi giời, nãy giờ ha, cà giật, cuối cùng cũng đến được cái phút cuối ha. Mừng quá, chúc mừng Duy nha. Ý là không được như mong đợi sao anh? Sao em, cảm giác của Duy như thế nào? Đầu tiên là cảm ơn em đã chấp nhận hẹn hò với anh. Đúng là khoảng thời gian 30 phút đấy nó quá dài đối với anh. May mà cái tên em nhắc đến không phải là tên anh. Không thì hiện tại anh lại không được nói chuyện với em nữa rồi. Rồi, bây giờ nè, bây giờ chị Tường sẽ out ra để cho cái mạng nó mạnh, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Rồi một chút xíu sau chị Tường sẽ quay lại, mình cần trao đổi cái gì mình cứ hỏi trực tiếp nha. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Ý là lý do gì mà bây giờ anh vẫn độc thân ạ? À? Anh đi xuất khẩu lao động về năm 2017. Từ năm 2010 anh đi sang bên Đài Loan thì nó rơi vào tầm 6-7 năm anh ở bên đấy. Anh học xong đại học lại đi mà 6 năm ở bên đấy thì khi anh về thì tự anh bị mất phương hướng rất nhiều. Anh mất phương hướng về công việc nên là anh phải tập trung anh lao vào công việc. Vì đối với anh, bản thân anh thì anh luôn muốn là mình có một cái gì đấy ổn định và rõ ràng. Anh mới lập gia đình, khi đấy thì vợ con mình cũng đỡ vất vả vì mình đi. Và đến bây giờ thì sau khoảng 3 năm anh làm vào công việc thì khi mà nó đã ổn định được thì mình quay sang một cái là có cái gì đấy là những bạn bè các thứ anh em gần tuổi ở quanh mình á thì họ cũng đã lập gia đình hết rồi, lại khi đấy mình lại có bơ vơ á, có một mình chưa lập gia đình hết, nó cảm từ nó độc thân nó nên là anh mới quyết định để tham gia chương trình này để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Anh ơi, thế ý là anh để em thì hơi vụng về thì ví dụ như thời gian đầu anh có chịu kiên trì để dạy em không ạ? Vụng về. Đúng là em cũng hơi vụng em ạ. Là em là con út ấy nên là em cũng nói trước là em hơi vụng. Quan điểm của anh em ban đầu thì chưa thể hòa hợp được, chưa có ai nói được cái nhìn đầu tiên mà để mà nói hợp với nhau, đi đến với nhau đến cuối con chặng đường được. Nhưng mà anh nghĩ thời gian sẽ chứng minh tất cả, thời gian chứng minh tất cả, nhưng mà có duyên hay không là do hai người cả em. Nếu mà anh và em ở cùng nhau mà xây nên thì xây, nếu mà xây có chậm thì nó cũng lên thành nhà, nhưng mà một người xây người phá thì có xây nhanh cũng không thể thành nhà được em.
Nên là anh nghĩ là nếu mà cứ từ từ anh em mình tìm hiểu, nếu mà sau này có hợp thì anh em mình sẽ cố gắng xây dựng từ tí một thì nó sẽ thành ngôi nhà vững chắc. Em cảm ơn anh nhé, đừng tính nhiều nói mà. Làm sao? Em cứ nói rõ quan điểm của em. Không, chị ý là bình thường em chỉ cần hỏi vậy thôi, do người em đơn giản với cả ít nói anh. Nên em từ từ rồi cũng tìm hiểu thêm ấy. Thì cái tính anh nhé, thì anh là một người hướng ngoại, có nghĩa là anh đối ngoại cũng tốt. Nhưng mà tâm anh sống luôn luôn vì gia đình. Cái gì cũng vậy, anh cũng muốn là hướng về gia đình, sống tình cảm nội tâm. Đi ra ngoài thì anh có thể là một người vui vẻ hòa đồng, mà anh luôn luôn hướng về gia đình, vui và hướng tất cả những gì tốt nhất về cho gia đình mình ấy. Còn anh có hay đi nhậu không ạ? Tiếp xúc nhiều, nhưng mà anh lại cực kỳ là người chuyên trốn nhậu, uống rượu bia chất kém, nên là anh hay gọi là anh thuốc nhậu. Rồi, hello, chị Tường đã quay trở lại. Dạ, nãy giờ chào chị nha. Nãy giờ hai bạn trò chuyện được nhiều không? Dạ, nãy giờ đây anh Duy bên kia cũng trò chuyện được sơ sơ rồi chị ạ. Sơ sơ. Chị Tường thì còn một cái điều băn khoăn như vậy nè, bây giờ là mình ở xa nhau đúng không ạ? Mình ở xa nhau thì bây giờ là các bạn dự kiến là mình sẽ hẹn hò với nhau như thế nào? Rồi yêu nhau thì sau này mình, thí dụ mình muốn tìm hiểu trong thời gian khoảng bao lâu, các bạn đã muốn là lập gia đình chưa? Đó, thì mình chia sẻ một chút xíu về cái điều này xem sao. Duy nói trước đi, mình đàn ông mình chủ động trước đi nè. Điều đầu tiên thì nếu mà xác định mà tìm hiểu về nhau thì chắc là phương tiện duy nhất là điện thoại ạ. Rồi. Ban đầu thì mình nói chuyện qua điện thoại, thì ví dụ như một tuần, một tháng đấy, em có thể chủ động em liên hệ với Phượng và em có thể vào gặp Phượng. Sau này dần dần nếu mà tìm hiểu sâu dần thì có thể dẫn đến hôn nhân ạ. Phượng thấy Duy chia sẻ vậy mình thấy hợp lý không? Mình sẽ liên lạc với nhau, tìm hiểu với nhau qua. Dạ vâng, đồng ý với anh chị. Online trước rồi mình cũng phải có một cuộc hẹn trực tiếp. Ví dụ bây giờ, nếu như bây giờ mà hai bạn trò chuyện với nhau online, hoặc là mình cũng có thể FaceTime, mình nhìn thấy mặt nhau. Và nếu như cảm thấy là ưng ý rồi thì Duy nghĩ là lúc nào mình sẽ có cuộc hẹn đầu tiên. Hẹn mà hẹn gặp mặt trực tiếp thì Duy nghĩ khi nào thì mình sẽ thực hiện được cuộc hẹn đó. Dạ, nếu mà trong tình hình hiện tại thì Covid mà ổn định, có lẽ là trong nửa tháng hoặc một tháng thì em có thể gặp được Phượng ạ. Hợp lý, nó phải rõ ràng như vậy ha. Mà hồi nãy chị kêu Duy hát hay làm thơ gì đó, Duy từ chối rồi, bây giờ có Phượng rồi đó, nhìn thấy mặt Phượng rồi đó, có món quà gì tặng người ta không? Cái nhược điểm của em là em không biết hát, nhưng mà hôm nay em cố gắng trước mặt Phượng để em lấy cái nhược điểm của em làm ưu điểm của em vậy. Đúng rồi. Chúng ta khích lệ Phượng ơi. Rồi mời Duy. Thuyền xa xăm, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông dạt dòng yên nà, quận đời thuyền như bến sẽ quay về. Rồi em xin hết vậy ạ. Trời ơi, giấu nghề hoài. Mấy anh chàng làm hát một cái dấu nghề hoài. Không biết là Phượng cảm nhận như thế nào? Dạ, thì em cảm nhận là nay thì rất là có duyên và cảm ơn đã cho em kết nối với cả anh Duy ấy. Thì em thấy anh Duy là một người rất là đặc biệt suy nghĩ, và anh cũng đã đi va chạm ở bên ngoài rất là nhiều. Thế thì bây giờ các bạn, mình sẽ quay lại đến cái phần quan trọng nhất của chương trình, là chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có đồng ý hẹn hò hay không, hay là từ chối cái ghép đôi của chương trình. Các bạn đã có chuẩn bị sẵn cho chị Tường cái biểu tượng mặt trăng và biểu tượng mặt trời chưa? Rồi, dạ, chị ơi. Em có sẵn đấy chị ơi. Có rồi. Bây giờ chị Tường nhắc lại cái thể lệ của chương trình nha. Giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như mà các bạn đồng ý hẹn hò với nhau thì mình sẽ đưa cái biểu tượng mặt trời lên. Thì lúc đó chương trình sẽ cho các bạn thông tin cá nhân của nhau để các bạn có thể liên hệ trực tiếp ở bên ngoài. Nếu như các bạn cảm thấy rằng bữa nay chị Tường ghép đôi cho mình bạn này mình chưa vừa ý lắm, hay là không hợp với mình, thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt trăng, thì coi như là kết thúc, được không? Mình nắm rõ thể lệ chương trình chưa nè? Nhìn cho kỹ biểu tượng, đừng có để đưa lộn nha. Nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của dị tường là mình sẽ đưa cao cái biểu tượng mình chọn lên màn hình, được chưa? Rồi bây giờ thấp xuống, nhắm mắt lại giùm dị tường đi. 1, 2, 3, xin mời với biểu tượng. Wow, rất là dễ thương.
đó, phải mạnh dạn dứt khoát như vậy là đồng ý rồi. Như vậy là chúc mừng cho hai bạn ngày hôm nay, chúng ta đã có thêm một người bạn mới, có thêm một cái mối quan hệ mới, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ dành bỏ cái tâm sức vào, chúng ta tìm hiểu nhau cho kỹ, quan tâm nhau nhiều hơn trong cái cuộc sống, thì biết đâu sau này chúng ta sẽ có những cuộc hẹn hò, rồi chúng ta sẽ tiến với nhau xa hơn trên cái con đường đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình nha. Chúc cho hai bạn thật là vui, nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc cho những buổi, ê, khi nào mà có cái buổi hẹn hò đầu tiên nhớ báo cho chị Tường với chương trình biết với nha. Nha. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Tường nha. Ok, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ một xíu nữa thì chương trình sẽ gửi thông tin của các bạn cho nhau để các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhau nha. Dạ vâng. Rồi, chào hai em, chào hai em.